A à Tốn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 31 của Pháp Sư Thời Lê. Hãy nhớ ủng hộ A à Tốn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với trận chiến ở trên đỉnh sừng trời, đầy hào hùng và khí phách. Pháp Sư Thời Lê, tập 31 Chưa đầy một canh giờ sau Ở dưới chân sừng trời Dưới ánh trăng đêm Khung cảnh núi non trùng điệp hiện ra trước mắt Khiến cho đám người không khỏi lo lắng Rừng núi mênh mông làm cho phương hướng của đám người thượng thanh phái lại càng thêm khó đoán. Đang lúc mấy người còn mơ hồ chưa rõ, thì ở xa xa tiến vó ngựa dồn dập làm cho họ cảnh giác. Cả đám xuống ngựa, tiến vào rừng nghe ngóng. Một lát sau, ánh đuốc dập trời đến gần. Một đoàn người ngựa nối đuôi nhau, kéo qua, cờ xí tung bay. Ở phía trên theo hình vẽ kỳ quái. Hoàng Linh vừa nhìn thấy đã nhíu mày, quay sang nói với Lý Hồng là bình mã của ai lao đám phản ta họ cầm quả nhiên là cấu kết với phường ngoại bạc lý hồng nghe xong biểu tình cũng không mấy biến chuyển hiện tại thứ nàng để tâm là làm sao tìm ra tung tích của đám người thượng thanh phái cho nên mau chóng thúc giục mọi người bỏ ngựa tiến lên núi nào ngờ thân nàng vừa độc thì ở phía đầu đoàn binh mã của ai lao vang lên tiếng quát như sấm cái đó một giọng nói ồm ồm như sấm động làm cho bọn hoàng linh cũng phải giật mình Tà vật Dám ở trước mặt ta To gác Lời ấy vừa dứt Có bốn thân ảnh lao vút vào trong rừng Nương theo khí tức của Lý Hồng đuổi đến Lý Hồng vốn không muốn để tâm đến đám người ai lao Cho nên lặng lặng rời đi Nào ngờ bốn người này thân thủ cực kỳ nhanh Thoát ẩn thoát hiện như ma quỷ Thoáng chốc đã vây lấy nàng Bọn Hoàng Linh cũng mau chóng tiến lại hỗ trợ Nào ngờ cả đám còn chưa đến Thì ở phía đường lớn một đám binh mã mang theo đèn đuốc sáng rực cũng chạy đến về phía họ. Ở bên này, Lý Hồng đưa mắt nhìn bốn bóng người đang vây quanh. Nàng nhận ra những kẻ kê thực chất chẳng phải là nhân loại, mà cũng là quỷ thi như mình. Hơn nữa, quỷ khí toát ra trên thân của chúng. Lý Hồng biết thực lực của chúng không yếu. Chín phần thì cũng tiệm cận cấp bậc đến dạ quỷ. Biết bản thân chẳng hề rứt răng ngay được, nàng lớn tiếng nói với bọn Hoàng Linh ta người lên núi Không cần lo cho ta Dưới sự thúc giục của Lý Hồng Hoàng Linh chỉ đành mang theo Lý Phượng Dương xoáy cùng với lão nhân sâm Chạy nhanh lên núi Cũng may nơi đây là nhà của nhân sâm Cho nên đừng nói lối Lão nắm rất rõ Ánh đuốc hừng hực của đám binh lính ai lao Vừa kéo đến vị trí của họ Thì thân ảnh ba người một yêu đã mất dạng mươi 183 <laughs> Thật không ngờ mới đặt chân đến Đại Việt mà đã gặp được mỹ nhân sắc nước gương trời. Lời đồn quả không sai, nữ nhân nước Việt dung nhan đều là mỹ lệ khuynh thành. Trong những ánh đuốc bập bùng, một lão giả gương mặt nhăn nheo xuất hiện. Vừa hiện, lão đã không tiếc lời suýt xoa trước vẻ đẹp của Lý Hồng. Ở bên cạnh lão, một trung niên rậm rạp. Dâu ria, liếc mắt đánh giá qua Lý Hồng, miệng cười phụ họa. Trang phà quốc sư nói không sai. Nữ nhân Đại Việt quả là tuyệt sắc. Chỉ có đều nhìn nàng không giống như nhân loại bình thường. Nữ hòa tướng quân theo ta học pháp thuật mấy lâu cũng không uổng. Nàng quả thật không phải là nhân loại. Nàng là quỷ thi. Hơn nữa còn là dạ quỷ lợi hại xưa này hiếm gặp. Thần minh nước Việt phù hộ ta rồi. <laughs> Hôm nay thật may mắn mà. Kẻ được gọi là Trang Pha Nọ, đoạn ngửa cổ cười dài. Ánh mắt như dao quét dọc thân thể của Lý Hồng hiện lên sự thèm khát. Ở bên kia, Lý Hồng mặc dù đang phải chống đỡ sự vây công của bốn quỷ thi, đã tiệm cận cấp bậc dạ quỷ, nhưng vẫn có thể để tâm nghe được cuộc đối thoại. Biết được lão già kia mới nhìn đã ra được cấp bậc của mình, ở trong lòng của nàng căng thẳng, đưa ánh mắt đánh giá lão một chút. Trong mắt của Lý Hồng, Trang pha nọ là một lão già xấu xí, tuy sắc mặt già nua, nhưng thân thể lại vô cùng cường trắng. Điều này có chút nghịch lý, nhưng nàng đoán có lẽ tranh pha nọ đã tu luyện tà thuật nào đó. Ở trên thân tranh pha quấn quanh vải đỏ, được theo nếp chỉ vàng, nhìn qua cao quý vô cùng. Tay phải cầm chuông, tay trái cầm phiến, thoạt nhìn qua. Hình thức tương đồng với những vị thầy xem tướng xấu phong thủy. Nhưng quan sát kỹ hơn mới nhận ra hoa văn ở trên xa trang phục và những hình xăm chi chít ở trên đầu, trên mặt cùng với hai tay khiến cho lão trở lên băm trợn, hung thần ác sát hơn là một pháp sư hành đạo. Tất cả vẻ bề ngoài kia của tranh Pha chỉ làm cho Lý Hồng nghi hoặc. Còn thứ khiến nàng giấy lên lo sợ chính là sự ẩn tàng khí tức đến khó tin của hắn. Lý Hồng tuy đã tu luyện đến giả quỷ trung cấp, sắp đạt lên đến đỉnh phong. Mà khi đối diện với Cheng Pha, nàng cũng không thể cảm nhận được lực lượng của hắn. Dường như Cheng Pha cũng nhận ra Lý Hồng đang cố cảm nhận khí tức của mình. Lão nhìn nàng mỉm cười, đoạn vung tay ra lệnh cho bốn quỷ nô lui lại, đứng vây quanh Lý Hồng bản thân tiến lên mấy bước duy trì khoảng cách nhất định trước mặt của nàng mà nhàn nhạt, nhạt nói tiểu mỹ nhân từ giờ nàng sẽ theo ta câu nói có phần quá thẳng thắn và tự tin của tranh pha làm cho lý hồng giật mình nàng đứng đó nhìn lão một hồi đoạn hừ lạnh đáp ngươi dựa vào đâu mà tự tin như vậy dựa vào đâu à <laughs> dựa vào tướng mạo và thực lực của mình Trang pha chớp chớp đôi mắt to cờ phiến trong tay rùng độc lướt qua khuôn mặt nhăn rúm của lão linh lực thâm sâu khuếch tán trong không khí làm cho lấy hồng run rẩy sự tình diễn biến tiếp theo còn dáng một đòn mạnh mẽ vào nội tâm vốn đang mơ hồ của nàng nãy giờ trước mặt lấy hồng lúc này lão già xấu xí hồi nãy chẳng còn chỉ thấy đối diện nàng hiện ra một thiếu niên anh Tuấn Với trọm dâu quay nón Trông vô cùng nam tính Thế nào Nàng không còn hoài nghi nữa chứ Sự biến hóa từ khuôn mặt cho đến giọng nói của Trang Pha Đã làm cho Lý Hồng ngỡ ngàng Tuy rằng nàng không động lòng trước diện mạo anh Tuấn kia Nhưng sự biến ảo tức thì mà pháp thuật Trang Pha đang sở hữu Khiến cho Lý Hồng cảm thấy lo lắng Nàng biết thứ pháp thuật này có thể đem quỷ nhãn của một giả quỷ che đậy Thì át hẳn là không phải tầm thường. Diện mạo người có, nhưng thực lực thì chưa biết. Suy tính một hồi lâu, Lý Hồng thở ra bột hơi, miệng nói, tay chân đã động, nhưng lần này chẳng phải là mạnh mẽ tiến lên mà là phi thân chạy trốn. Đứng trước một kẻ thâm sâu khó lường như Trang Pha, lại có thêm bốn quỷ nô, thực lực không tệ, Lý Hồng lượng sức mình không đủ, chỉ có chạy thoát khỏi đây, đem sự tình này ghi nhớ. Mai này khi gặp mặt tông sư các phái Sẽ nói ra Đến lúc đó cùng nhau nghĩ cách giải quyết Lý Hồng tính là như vậy Thế nhưng tranh pha nọ cũng là một kẻ tâm cơ Hắn đã sớm nghĩ đến chuyện Lý Hồng bỏ chạy Cho nên vừa nãy ra hiệu cho quỷ nô của mình Hắn âm thầm làm dấu Cho chúng hình thành quỷ thuật phong ấn Bởi vậy nên mặc dù Lý Hồng Rời đi dứt khoát Nhưng chẳng thoát khỏi kết giới kiên cố Của bốn quỷ nô đồng tâm xuất lực Kết quả là vẫn phải lưu lại Ta đã nói là mang nàng theo mà <laughs> Người tự phụ quá rồi Lý Hồng sau một hồi cố gắng đào tàu Nhưng vẫn bất thành Thì nàng bắt đầu nổi giận Quỷ khí trên thân của nàng bạo khởi nhuộm đỏ cả một mảnh rừng Nữ hòa tướng quân cũng biết Qua thuật pháp cảm nhận quỷ khí nồng đậm Lên lệnh cho quỷ binh Lui về đằng sau Nhường màn đại chiến trước mắt cho chen pha và bốn quỷ nô Nữ hán tử Ta rất thích, <laughs> ta rất thích nàng. Vừa nãy, nàng muốn xem thực lực của ta phải không? Vậy, bây giờ ta sẽ chứng minh cho nàng thấy. Trang pha nói đoạn thì cười lớn, chuông bạc trong tay rung lắc, cờ phiến bay múa phần phật, thả ra linh lực. những gợn sóng khí tức hỗn loạn không ngừng lan tới vị trí của lý hồng thiên linh linh địa linh linh quỷ thần minh nhíp hồn nhíp ảnh nhíp âm linh vong vương quỷ xoáy dưới trướng vọng tiếng chuồng đình phiến phiến thù hình <laughs> tiếng chú ngữ vang vọng hòa vào từng đợt sóng khí tức lập tức thâm nhập trực tiếp vào hồn phách ở bên trong thân xác của lý hồng làm cho nàng choáng váng đứng trước công kích quái dị của âm hưởng như giả quỷ nàng lâm vào hỗn loạn toàn bộ quỷ khí đang trực trở bạo phát trong thoáng chốc bị lực lượng âm hưởng kia chói chặt không thể nào thi triển lực lượng này là sao phong ca trường phong trong thần thức của Lý Hồng Bóng dáng của Trương Phong ẩn hiện Nàng rơi vào mê man Hỗn loạn giữa thực tại và ảo ảnh Quỷ khí nồng đậm từ trên thân Từ từ thu liễm Đưa Lý Hồng vào trạng thái đỡ đẫn Toàn thân mất đi ý thức tự chủ Thần hồn trôi lạc và ảo ảnh ở bên trong Ảo <laughs> ảnh nhiếp hồn thuật của ta một khí đã thi triển Thì ta vật trước mắt dù có lợi hại đến đâu Cũng phải ngoan ngoãn quỷ phục Nàng Cổng lắm chỉ là một dạ quỷ Thì làm sao mà chống được Trang pha cười lên dữ tận Đôi tròng mắt lóe lên phấn khích Chậm rãi bước đến đưa đôi tay to lớn vuốt về mái tóc bồng bềnh của Lý Hồng Miệng nốt xuống một ngụm nước bọt Tỏ vẻ thèm khát Chỉ cần hồn phách của nàng Chìm trong ngào ảnh kia một tháng Đến khi đó nàng chính thức là của ta thuộc về ta mà chẳng lo giao hoàn sẽ phá đi nhiếp hồn thuật <laughs> nói đoạn hắn dùng tay lắc chuông tiến thẳng ra bề rừng lý hồng giống như kẻ lạc hồn tiếng chuông ngân cứ thế mà chậm rãi bước theo tất cả sự tình quái dị vừa nãy lưu hoa đều thấy trong mắt của hắn sự kính ngưỡng đối với chen pha lại càng tăng thêm một bậc sau khi cùng kính mời Trang Pha lên ngựa, Lưu Hoa thúc quân mau chóng tiến về thành Quý Hóa, hội họp với quân đội của Cầm Lô. Tất cả sự tình phát sinh, ở dưới chân sừng trời, đám người Hoàng Linh không hề hay biết. Ba người một yêu vẫn ra sức chạy lên nối. Sau một hồi chật vật, cuối cùng cũng đến lưng chừng. Vị trí của bọn họ hiện tại cũng chỉ còn cách ngũ đỉnh bên kia không xa. Không biết tình hình của Lý Hồng bây giờ ra sao Bốn quỷ thi kia nhìn qua Tu Vi cũng không yếu <laughs> Dừng chân nghỉ mệt Lý Phượng đã lo lắng nói Hoàng Linh đưa mắt nhìn về phía chân núi Lặng lẽ cảm nhận Quỷ khí nồng đậm đã tán đi Lúc này quang cảnh sừng trời êm ả Làm cho cô cũng yên tâm Ở phía dưới không xảy ra chiến đấu Có lẽ Lý Hồng đã nhanh chân rời đi Chỉ có điều sừng trời rộng lớn Cho nên nhất thời chưa thể tìm được tới đây Trước mắt chúng ta phải thám thính tình hình xung quanh một chút nghe hoàng linh nói vậy dương soái lý phượng cũng an lòng theo sự chỉ dẫn của lão nhân sâm cả ba mò tới một đỉnh ở trong ngũ đỉnh muốn tìm hiểu xem nơi đây tồn tại cái gì mà có thể cùng bốn đỉnh còn lại tạo ra trận pháp cường đại ôm trọn sừng trời chương một trăm tám mươi là tà linh chi khí mọi người cẩn thận một chút lúc này ở lọ trong động huyệt ba người trần kiên trí dũng và tiểu minh đang từng bước tiến sâu vào vừa bước tới ngách hang tiếp theo sau động huyệt trần kiên đã cảm nhận được khí thức âm lãnh của tà linh hắn nhỏ giọng cảnh báo hai người trí dũng tiểu minh tiếp đó thắp lên đuốc hướng âm cẩn thận lần mò trong bóng tối ây lại à, này trí dũng cậu cậu là đàn bà sao sao lại cứ cứ nắm vai tôi vậy ây à Ba người vừa bước vào bên trong Tiểu Minh đã nhỏ giọng cầu nhau Chí Dũng có chút bực bội Không phải lúc đùa đâu Ê, Ai đùa với cậu chứ Tiểu Minh nói đến đây thì phát hiện có điều gì không đúng Toàn thân run lên nhảy về phía trước Né tránh bàn tay lạnh bút của ai đó Đang túm vai mình nãy giờ Cột còn mẹ nó chứ Vừa thoát khỏi bàn tay đeo bám Tiểu Minh đã sợ hãi Sự sợ hãi của hắn làm cho Trần Kiên Chí Dũng không khỏi giật mình Tến lên hỏi han tiểu minh vẫn còn chưa hết kinh sợ ây à, vừa nãy có thằng nào bám vai tôi đó tôi tôi còn tưởng là chế dũng cái gì ta vẫn đến gần như vậy mà chúng ta không phát hiện ra trần kiên giật mình trước những gì tiểu minh vừa nói trong giây lát hắn nghiêm túc suy nghĩ thở ra một hơi nhàn nhạt, nhạt tả linh vô hình vô dạng quả nhiên là khó đoán pháp sư <laughs> áp sư đã lâu lắm rồi mới có người vào đây hôm nay phải vui chơi cho thỏa mãn mới được <laughs> lời của trần kiên vừa dứt thì âm thanh vang lên ở sâu trong động huyệt một cỗ lực lượng tà khí ập đến bao vây lấy ba người lại ở trong đêm đen những sợi khí tức của tà linh ẩn hiện như xương trắng không ngừng quấn chặt lấy ba người đem khí tức trong hang cô đặc đến ngạt thở chuyện này là sao nó ở đâu vậy chí dũng sốt ruột khi mà bản thân hiện tại tu vi của mình không thấp nhưng mặc cho cố gắng cảm nhận đến đâu cũng không thể xác định được vị trí chính xác của tà linh người tìm ta sao ừ. ngay khi trí dũng còn đang cực kỳ căng thẳng thì ở bên tai âm thanh ma mị cùng với tiếng cười khùng khục của tả linh vang lên trí dũng cũng không cần suy nghĩ chắp tay thành ấn vỗ mạnh ra sau nào ngờ ấn vừa đẩy ra đã bị người ta bắt lấy tiếp đó là tiếng tiểu minh chửi ông ổng cái gì vậy cậu điên rồi đấy hả? À? chế dũng giật mình quay đầu nhìn thấy tay ấn của mình chỉ còn cách đầu tiểu minh một đoạn ngắn cũng may tên này lanh tay lẹ mắt đỡ lại một ấn chứ nếu không đã thụ thương tại sao lại là cậu vừa nãy rõ ràng tôi nghe tiếng của tả linh Ê, cậu cẩn thận đó tiểu minh bực dọc liếc mắt nhìn chế dũng sau đó tự mình tiến lên trần kiên cũng đi sát đằng sau cả hai như chẳng hề sợ hãi vừa tiến bước vừa đưa mắt quan sát Chốc chốc Trần Kiên lại ném ra tiền đồng Do thám những ngách hang Đốt hứng âm trên tay bùng cháy bởi tà khí nồng đậm Nhờ đó mà quang cảnh mù mịt trong hang Được soi tỏ phần nào Các cậu nói xem Tà Linh Kỳ rút cuộc làm gì Thoát ẩn thoát hiện mà không công kích Thật là kỳ quái Chí Dũng bước theo sau hai người tiểu minh Trần Kiên nói ra thắc mắc Lên tiếng một hồi lâu mà không thấy bọn họ đáp lại chế dũng buồn bực đang lúc định bước lên hỏi han thì bất chợt bên ngách tối bên phải phát sinh dị động từ trong bóng đêm đen đặc một cánh tay to lớn được hình thành bởi xương khói vươn ra định tóm lấy trần kiên tiếp đó ở bên ngách trái một bàn tay khác đưa tay tóm lấy tiểu minh không ngừng siết chặt khốn khốn kiếp à chí dũng hoảng hồn gầm lên một tiếng Vừa dứt lời thì thân thể của hai người tiểu minh Trần Kiên cũng bị treo lên vách đá thô cứng Tiếng kêu la thống khổ đồng loạt phát ra Chí Dũng bị một màn này dọa sợ Hắn ngây ngốc nhìn trái Nhìn phải Không biết phải làm sao Âm thanh của tả linh lại truyền đến <laughs> Chơi thật vui Tiểu hòa thượng Ta nói cho ngươi một bí mật Nơi này tràn ngập tà linh chi khí ở nơi này, ta là ba chồng. Mọi thứ phát sinh đều tùy ý ta. Ngươi cũng đừng mong tìm kiếm chân thân của ta. Bởi lẽ, đồng bạn của ngươi đã sống, không chịu nổi nữa rồi. <laughs> Âm thanh tả Mỹ kia chỉ thoáng qua rồi vột mất. Chí Dũng đưa mắt nhìn về phía Tiểu Minh và Trần Kiên thấy nét mặt của cả hai không ngừng tím tái bàn tay to lớn kia đang ra sức siết chặt tiếng khớp xương bị đè ép vang lên lục cục tưởng chừng như sắp vỡ dừng lại dừng lại ngay cho ta dưới sự quẫn bách trí dũng lấy ra pháp khí trực tiếp làm phép công kích vào hai bàn tay to lớn thế nhưng kim sắc từ bát lục thạch ở trên tay bắn ra không những không thể tổn thương được bàn tay bởi tả linh chi khí kia mà ngược lại lực lượng cường đại của kim sắc Đánh lên thân thể của Trần Kiên và Tiểu Minh Làm cho họ đau đớn nên nghe răng trợn mắt cái, cái quái gì thế này Chí Dũng sợ hãi kêu lên Tất thảy phát sinh trước mắt Nằm ngoài quy luật của tạo hóa Khiến cho hắn nhất thời không hiểu nổi Thấy Chí Dũng khiếp sợ đến hoảng loạn Tà Linh ẩn nấp đâu đó trong bóng tối Cười lên khùng khủng. Ta đã nói rồi Nơi đây là nhà ta, biến hóa nơi đây, cho ta định đoạt. Tiêu Ý... Hòa Thủ, đừng phí công vô ích. Chỉ cần ngươi dám xuống tay với chúng ta, thì sẽ lưu lại cái mạng của ngươi lại, cùng ta vĩnh sinh bất diệt nơi đây. Thế nào? Ừ. Ngươi đừng hòng vọng tưởng. Chí Dũng bị những lời kia chọc giận, xa giả đại y trên thân bay phấp phới dưới sự khống chế của trí dũng đại y bay lên nhắm thẳng tới trần kiên ý đồ bao phủ lấy thân thể của hắn nhưng sự tình phát sinh tiếp theo lại làm cho trí dũng một lần nữa thất vọng bởi xa giả đại y chẳng thể chạm được vào thân thể đang vặn vẹo đau đớn của trần kiên chuyện này là sao rốt cục là sao trí dũng gầm lên khi tận mắt thấy huynh đệ của mình đang dần dần gục xuống máu từ thất khiếu của bọn họ đổ dòng dòng Đến cả tiếng kêu la Cũng chẳng còn hơi sức Ngươi Chỉ có một cơ hội cuối cùng Nếu như để ta độc thủ Thì cơ hội sống sót của ngươi Cũng chẳng còn Còn không mau ra tay Lẽ đời răn tín nghĩa Phật dạy hiếu trung Yêu tả quỷ quái thì làm sao Đấu được trước thứ gọi là huynh đệ tình thâm Chí Dũng cao mày quát Nếu như hôm nay không cứu được họ Chí Dũng ta cũng nguyện đem một thân tu vi phân tán Thiêu cháy tà khí Đốt sạch yêu mã Những lời từ đáy tâm can của Chí Dũng Như kích thích thứ gì đó Ở trong tà linh nọ Bất chợt khí tức ở trong động Chuyển đổi Tà linh chi khí cuồn cuộn luân chuyển siết chặt thân thể của Chí Dũng Chí Dũng cảm nhận được hơi thở của tử vong Mỉm cười thu lại xa giả đại y ở trên không trung đem đại y kéo về trên mình mượn nhờ thần lực của nó chống đỡ áp bức của tà linh để ta xem thứ gọi là huynh đệ tình thâm mà ngươi nói nó mạnh mẽ đến đâu trên nhân thế vốn không có chung hiếu nghĩa là nhân loại các ngươi bấy lâu nay luôn lừa dối lẫn nhau nếu như ngươi còn không mau ra tay giết chúng thì người chết đầu tiên là ngươi ta không biết ngươi đã trải qua những gì trong quá khứ nhưng hôm nay ta cho người thấy những thứ người cho rằng là không có thì thực chất vẫn đang tồn tại. Chí Dũng ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, hai tay chắp lại, toàn thân tỏa ra kim quang sáng rực, nhìn trông giống như là chư Phật hàng lâm, miệng tuyên lên một câu Phật hiệu, kế đó đưa mắt nhìn về phía huynh đệ đồng sinh cộng tử, chung với Đại Việt, hiếu với Sinh Thành, tín về môn phái, nghĩa nặng tình thâm, huynh đệ. Chí Dũng ta vô năng không thể cứu được các người Chỉ mong sinh mệnh này Có thể mở ra cho hai người đường sống Thay ta quét sạch yêu tả thiên địa A-di-đà-phật à Những lời cuối cùng của Chí Dũng Hét lên như muốn hạ quyết tâm Sa giả đại y quấn quanh thân thể Như rung lên bẩn bật theo ý niệm của chủ nhân Toàn thân của Chí Dũng bừng lên kim sắc chói lòa đây là kết quả của quá trình tự luyện xá lợi, thiêu đốt hồn phách, hình thành một kích sau cùng. Chương 185. Huynh đệ tình thâm. Huynh đệ tình thâm. <laughs> ba người các ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. <laughs> Tiếng thở dài của Tà Linh nọ nghe ảo não. Ngay khi Trí Dũng sắp sửa phân giải hồn phách Thì một cỗ tà khí cường đại ập tới Đem xa giả đại y hất văng Cỗ lực lượng kia cũng hất văng Trí Dũng nằm lăn lóc trên đất Sự đau đớn làm cho hắn tròn tình đỡ mắt nhìn Chỉ có điều cảnh tượng Tiểu Minh và Trần Kiên bị treo trên vách đá cũng không còn Khung cảnh mờ mịt cũng biến mất Ba người bọn họ đã lại đang ngồi xếp bằng ở trên mặt đất Ngay cách cửa ngách hang Ây à, này, này, cậu không sao chứ Tiểu Minh nhìn thấy Chí Dũng hồi tỉnh thì lo lắng. Trần Kiên ngồi một bên điều tức không lên tiếng. Hắn và Tiểu Minh vừa nãy cũng cùng trải qua ảo ảnh mà Tả Minh kia thiết, thiết kế cho từng người. Hiện tại, thứ Trần Kiên quan tâm là nguyên do vì sao Tả Linh lại làm như vậy. Rốt cuộc là bạn hay là thù? Chí Dũng một hồi ngây ngốc nhìn Tiểu Minh Trần Kiên như ngộ ra điều gì. Đưa mắt vào hang sâu. Là ảo ảnh. Không sai ngay khi các người bước chân vào đây ta đã cho các ngươi tiến vào ảo ảnh năm xưa ta vì hai chữ huynh đệ mà tán hồn lạc phách trăm nghìn năm qua nguyên thần của ta phiêu đãng trong thiên địa mà tụ lại đây nếu như vừa nãy chỉ cần một trong ba người các ngươi phản bội huynh đệ tham sống sợ chết thì cả ba cũng chẳng thể ngồi đây được nữa trần kiên nghe vậy thì chân mày giãn ra đến hiện tại hắn có thể đoán được tà linh trước mắt thực sự là không muốn đối phó với mình trong lòng hắn cũng phần nào đoán được lai lịch kẻ có thể đem thượng sư đỉnh cấp như hắn trêu đùa như con nít thở ra một hơi trần kiên đưa mắt nhìn vào bóng đêm nhàn nhạt, nhạt người là tà thần tôn đế <laughs> danh từ đó nếu như người không nhắc có lẽ ta đã sớm quên tôn đế <laughs> Tôn đế ừ. Trong mịt mù Khí thể của tà linh Âm thanh của tôn đế cao vút Khiến cho sĩ dũng toàn thân rét run Hắn níu tay trần kiên tà, tà linh kia là tôn đế Tồn tại từ thổ sơ khai của vạn vật Điển tịch ghi lại hắn đã sớm thần hồn câu diệt Không ngờ nguyên thần Phân tán mà lại tụ lại ở đây Tiểu hòa Xem ra người biết không ít các người có lẽ cũng là người của đại phái huyền môn. Bằng không cũng không thể biết tới danh tự của ta. Tôn đế bây giờ chỉ còn là những sợi nguyên thần phiêu đãng vô hình. Âm thanh của tả linh vang vọng khắp nơi. Chí Dũng nói, nghe nói vậy thì xoa xoa cái đầu chọc. Ta nghe nói, người ngạo khí ngút trời. Năm xưa vì nghịch lại thiên ý, mới bị chư thần chu sát. Vạn kiếp không thể tụ hình. Thật không nghĩ tới Hôm nay lại gặp ở đây Tôn đế nghe thế vậy Thì thở dài đáp Ngạo khí thì sao Đến cuối cùng cũng thần hồn cầu diệt Nguyên thần cũng chia trăm ngàn sợi Vĩnh viễn chẳng thể tụ hình Nếu như người không ngại Thì nói qua một chút <laughs> Ta không tin Người với tu vi như vậy Mà lại bị người ta đánh cho thành dạng như thế Chỉ là nguyên thần vô dạng Mà đã khiến cho ba người chúng ta khốn đốn như vậy Người thật sự là lợi hại Trần Kiên ngồi một bên liếc nhìn sang Tôn đế nghe vậy Thì cũng không tức giận Mà cười ha hả đáp Năm đó ta bị tin tưởng thứ gọi là tình huynh đệ Cho nên lọt vào trùng vây của bát bộ thần lôi Do chư thần thi chết." Kết quả là tán hồn lạc phách. Còn kẻ ta gọi là huynh đệ, lại cao chạy xa bay, sống đời vương giả. Ây à, thằng đó thật là chó má đó. Người nói xem hắn là ai, nếu như này mai ta bắt gặp, nhất định là sẽ đá đít hắn. Không biết tiểu minh lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy, hay là vì quá ngu ngốc cho nên không thể tự hiểu ra rằng kẻ có thể sánh vai làm huynh đệ với tà thần tôn đế, chứ danh trong truyền thuyết thì tuyệt đối không phải là thứ tà vật mà nhân loại có thể đụng đến được. Tiểu tử, không phải là các người, người biết hắn ngủ, ngủ say đổ trong trận đồ mới tìm đổ đổ đến đổ sao? Hả? Cứ gì còn hỏi như, như vậy? Ê, ý của ngươi là... Tiểu Minh ngơ ngác không hiểu ý của tôn đế. Trần Kiên thì vừa nghe đến đây đã sợ hãi. Ý của ngươi nói, kẻ bị chấn điểm trong âm huyệt thứ năm là tà vật từ thời thượng cổ sau. Chấn yểm <laughs> Thế gian này làm gì có kẻ nào có thể chấn yểm được mộc tinh thượng cổ xương cuồng Là hắn ngủ ngốc Tự dẫn thân vào rồi mắc kẹt trong đó Năm đó Ta phát hiện khí tức của hắn Nên tìm đến đây Không ngờ trận pháp trên đỉnh núi này lại cường đại như vậy Hấp thu lực lượng của thiên địa tồn tại trăm nghìn năm Khi tiến nhập vào đây ta à, mới nhận ra là mình chẳng thể thoát ra ngoài được nữ. Vì vậy, ta phiêu đãng từ đó đến giờ. Lời của tôn đế dừng lại một hồi lâu, mà trong hang vẫn yên lặng như tờ. Tiểu Minh đưa mắt nhìn qua Trí Dũng, Trần Kiên, thấy hai người bọn họ ngồi ngây ra như phỗng. Nét mặt kinh khiếp như vừa nghe được tin gì đáng sợ. Ây à, hai, hai người làm sao vậy? Sương, xương cuồng kia đáng sợ lắm sao? chí dũng bị câu hỏi của tiểu minh làm cho tỉnh khỏi cơn mê âm thanh run rẩy hai từ thượng cổ cậu nghe ra không thấy đáng sợ sao sương cuồng kia là truyền thuyết của nước nam ta là thánh vật từ cổ chí kim mà tiền nhân nhắc tới ê ê ê cái, cái gì cơ tiểu minh mới bước chân vào huyền môn chưa lâu đối với những truyền thuyết thâm sâu trong bí tịch của các đại phái thì làm sao biết rõ giờ đây nghe chí dũng nói về kẻ mang tên sương cuồng Mản thân Tiểu Minh cũng nhận ra mối nguy to lớn. Ây à, nếu là như vậy thì không không lại đám thượng thanh phái đưa chúng ta vào đây là có mục đích khác. Động huyệt này thực chất là dẫn vào trận đấu Tôi đã sớm đoán ra trong chuyện này của Yêm Trá. Chỉ là không nghĩ tới. Chúng đem chúng ta thành con tốt thế. Muốn chúng ta do thám động huyệt. Một khi chúng ta tiến vào thì dù thành công hay thất bại kết quả cuối cùng đều là chết. Trần Kiên đấm mạnh một quyền xuống đất sự tức giận lóe lên trong đáy mắt tôn đế thấy được điều đó thì cười cười các người đừng để tâm tới việc nằm trong tay ta mà một lòng vẫn nghĩ đến cái gọi là âm huyệt nếu như người muốn ra tay <laughs> ai thoát được vậy người muốn gì tôn đế trần kiên là người thông minh biết tôn đế không ra tay với cả đám mục đích trực tiếp hỏi Tôn đế cười hà hà. Quả nhiên, người không chỉ có thực lực mà còn rất thông minh. Ta cổ tức ở đây quá lâu. Tu vi tuy cường đại, nhưng dù sao cũng chỉ là khí thể. Không thể nào phá bỏ được quy tắc thiền địa, mà tiến qua ngách hàng động. Ta biết các người muốn diệt sơn cuồng. Nếu như có thêm sự giúp sức của ta thì không phải là phần thắng sẽ lớn hơn sao. Chỉ cần đến phút cuối, ta người để ta tự tay giết hắn. Vậy là đủ Ê, Đơn giản như vậy sao Tiểu Minh vẫn như thường lệ Nó trước khi suy nghĩ Chí Dũng nhìn hắn thở dài Mộc tinh sợ thượng cổ Bị câu nói này xem như là trẻ nít Nếu như biết được nhất định Sẽ nhai đầu của Tiểu Minh Đằng lúc Tiểu Minh và Chí Dũng hầm hè Ở bên kia Trần Kiên đã lên tiếng Đáp lời tôn đế Được Chỉ cần người giúp chúng ta tiến vào trong Nhất định chúng ta giúp sức chẳng giúp người trả lại mối hận nghìn năm. Tốt. Đem ta thu vào linh phủ. Có như vậy mới trốn tránh được quy tắc của thiên địa mà xuyên qua khí tức của trận pháp. Lời của tôn đế vừa dứt thì tà linh chi khí trong hang động cũng phát sinh biến hóa. Những sợi nguyên thần phiêu đáng bỗng nhiên co lại thành một khối. Trần Kiên hiểu ý vội vùng ra linh phủ, đem thu tất cả vào. Xong xuôi đâu đó, hắn quay sang Trí Dũng, cùng với Tiểu Minh thúc giục họ tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Thật không ngờ, động huyệt này lại dẫn tới tâm trận đồ của âm huyệt thứ năm. Hơn nữa, trận đồ kia lại cường đại đến mức có thể thẩm thấu vào lòng đất, đem ngách hàng chia thành các tuyến phòng ngự, không trách được yêu tả ở bên trong. Mặc dù không bị canh giữ, mà cũng không thể tự ý ra ngoài. Sau một hồi ngậm nghĩ, Chí Dũng hướng Trần Kiên nói ra suy nghĩ trần kiên nghe vậy cũng gật đầu hiện tại ba người đã biết trước mắt mình là gì bởi vậy đường đi nước bước đều hết sức cẩn thận rất nhanh đã đột phá đến ngách hang thứ tư lần này ba người gặp phải một đám yêu linh và tiên yêu không biết tồn tại ở đây từ bao giờ nhưng với sự giúp sức của tôn đế cả ba nhanh chóng xử lý đám yêu tà để đến tới ngách hang cuối cùng sẵn sàng bước vào âm huyệt thứ năm nơi tồn tại sự bí hiểm thâm sâu đã mấy trăm năm không một ai đặt chân tới. Chương 186. Sương sớm đọng lại trên những tán cây, bày ra sự hoang sơ của núi rừng đại ngàn. Tiếng chim kêu vượn hú làm cho người ta cảm giác bình yên đến lạ thường. Ở trên sơn đạo chật hẹp, đám người hoàng linh sau một đêm tìm kiếm đã lên đến gần đỉnh tây của ngũ đỉnh. Ở nơi này mấy người đã gặp một ít dị tượng kỳ quái, khắp nơi trên mặt đất cỏ cây khô héo, hình thành vệt kéo dài lên đến tận trên. Hoàng Linh đưa ánh mắt đánh giá một hồi Thì nhìn sang nhân xâm tinh hỏi tình huống Nhân xâm tinh dường như đã quen với cảnh tượng trước mắt cho nên đáp ngay Ê, Trước mặt các vị là đỉnh tay Sinh linh nơi đây còn gọi là tử đỉnh Bởi lẽ nơi đây quanh năm sỏi đá khô cằn Từ cây cỏ đến cổ thụ cũng chẳng hề tồn tại Chim muôn giả thú cũng chẳng dám cơ ngộ Không lẽ nơi đây ẩn giấu thứ gì trong lòng đất Mới để cho đất đai khô cằn thành như vậy Lý Phượng đứng một bên nói ra suy đoán Mọi người nghe xong thì đồng ý với ý kiến của nàng Dương Soái hiếu kỳ đưa tay bốc lên một nắm đất Đưa lên mũi người người bất chợt nhíu mày Thì khí ngấm trong đất Là nơi đây có thi huyệt Hoàng Linh vừa nghe đến thi huyệt thì cả kinh Nàng tuy không xuất thân từ tông môn Nhưng kiến thức về tà vật lại phong phú Phải biết danh sưng thi huyệt không phải có thể tùy ý sử dụng Bởi lẽ nếu như chỉ là một động huyệt ẩn dấu cương thi bình thường thì pháp sư sẽ gọi là động thi hoặc gọi là âm xào như những nơi ẩn dấu tà vật khác còn một khi nơi đó tồn tại thứ gọi là thi huyệt là thi khí ngấm sâu vào lòng đất hình thành tử địa tất cả sinh linh sống trên bề mặt hay ở trong lòng đất đều bị thi biến hóa thành cương thi nói cách khác thi huyệt là danh xưng dành cho các địa điểm tạo ra cương thi mà địa điểm kia có thể là do thi khí từ những cuộc chiến tranh thảm liệt tích tụ hoặc là vết đứt gãy của âm dương lưỡng giới tạo ra hiện tại dương soái cảm nhận được thi khí ẩn giấu trong đất đá nơi đây đồng nghĩa với việc trước mặt bọn họ là một thi huyệt chân chính thật không ngờ nơi tham thảm của sừng trời lại tồn tại thi huyệt nếu là như vậy thì những đỉnh còn lại chắc chắn cũng ẩn giấu những bí mật đáng sợ Hoàng Linh hít sâu một hơi, cố đè nén sự lo lắng trong lòng. Kế đó, nàng dùng một tấm khăn lụa màu trắng, cẩn thận gói ghém một nắm đất, để vào túi bên hông, rồi thúc giục mọi người đi vòng qua đỉnh Tây. Tiếp tục tìm kiếm tung tích của đám thượng thanh phái. Trong lúc mấy người Hoàng Linh mệt mỏi tìm kiếm, thì ở bên thành Quý Hóa, binh mã của Ai Lao đã tiến đến cổng thành Tây. Ở đây, cầm lô đã cho người chuẩn bị từ trước. Vừa thấy đại quân Ai Lao xuất hiện lập tức thúc ngựa đi tới bộ dáng hớn hở nghênh đón nếu hoa tướng quân đi một đường xa mệt nhọc cầm lô ta không thể đón tiếp từ xa quả là thất kính <laughs> để thống soái như ngài phải ra tận thành đón tiếp Nêu hoa ta mới là người có lỗi cầm thống soái đã khách khí quá nếu hoa là người văn thao võ lược cho nên cách ăn nói cũng dễ nghe điều này làm cho cầm lô cao hứng căn dặn thân tín bố trí rượu thịt đón tiếp nưu hoa còn quân đội của ai lao thì được đóng trại ngay ngoài thành tất cả lương thảo rượu thịt đều do cầm lô cung cấp nhìn thấy thịnh tình của cầm lô nưu hoa hài lòng vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ còn không quên giới thiệu trang pha quốc sư cho cầm lô vị này là đệ nhất pháp sư của ai lao lần này xuất binh quốc vương của chúng ta sợ rằng đất nam các người yêu ma quỷ quá nhiều cho nên phái ngài đi theo chân ta giúp sớp. Vậy sao? Vậy là tốt rồi. Chẳng giấu gì, quốc sư của chúng ta cũng là người mến đạo tín Phật. Có quốc sư thi Pháp trợ sức, thì đại nghiệp sợ gì không thành. <laughs> Nào, mời vào. Cầm lô miệng nửa lưỡi dẻo quẹo, nói ra những lời dễ nghe, nhưng đáp lại hắn chỉ là cái gật đầu và nụ cười nhạt của tranh pha. Cả đoàn người tiến vào trong thành, đi trên con đường lớn, dưới những ánh mắt dị nghị lo ngại, kinh sợ và hốt hoảng. Lý Hồng, Lý Hồng tỷ, kia không phải là Lý Hồng Tị sao? Trong đám nhốn nháo, một giọng nói lanh lảnh mang theo sự chấn kinh của một bé gái vang lên. Bên cạnh, có một nữ tử dung mạo khuynh thành, nhíu mày nhìn chầm chầm vào chiếc kiệu lớn. Ánh mắt khóa chặt trên khuôn mặt xinh đẹp, đang lấp ló sau rèm. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tỷ lại ở đây? Hơn nữa lại đi cùng đám quan binh. Nữ tử lọ lẩm bẩm trong miệng ánh mắt nghi hoặc tiểu Thúy tỷ tỷ có phải lý hồng tỷ bị người ta bắt chúng ta mau co chóng cứu tỷ đứa bé bên cạnh thúc giục chưa rõ sự tình như thế nào chúng ta cũng không thể vọng động ngộ nhỡ phá hỏng kế hoạch của tỷ ấy thì không hay tiểu chu tiểu ngọc chúng ta bám theo xem thì ra đó chính là tiểu ngọc tiểu chu và tiểu thúy sau bao ngày bôn tàu vượt qua các phòng tuyến canh gác của phản quân sáng sớm ngày hôm nay bọn họ cũng đặt chân vào quý hóa vừa vặn bắt gặp lý hồng cùng với đám binh lính của ai lao vì chưa rõ đầu đuôi cho nên tiểu thúy cùng huynh muội tiểu chu tiểu ngọc âm thầm bán theo định bụng tìm cơ hội gặp mặt lý hồng hỏi rõ nguyên cớ và tung tích sau khi bọn cầm lô nưu hoa tiến vào trong thành một đường đi thẳng đến cầm phủ ở đây sau khi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho nưu hoa tranh pha cùng tùy tùng của bọn họ cầm lô mau chóng phái người chuẩn bị yến tiệc cũng không quên mời đám người thượng thanh phái tới chính điện trong phủ để giới thiệu một chút. Hai vị trước mắt nghỉ ngơi tắm rửa, một lát nữa cầm lô ta sẽ thiết tiệc tẩy trần cho hai vị. Tiện thể giới thiệu một chút, các đại pháp sư tới từ Hoa Hạ. Trang pha đối với bà chữ đại pháp sư thì có chút khinh thường, thế nhưng sau khi nghe nguồn gốc, từ Hoa Hạ thì cũng có chút hứng thú, chắp tay thi lễ rồi đem đám quỷ nô cùng với cái kiểu có chứa lý hồng ở bên trong theo sự chỉ dẫn của gia đình trong phủ cầm lô đi về phía tây phủ mỹ nhàn ta <tà> đẻ nàng chịu khổ rồi ở trong một căn phòng xa hoa trang pha cẩn thận đỡ lý hồng ngồi xuống bên mép giường khách khí nói đối diện hắn lý hồng thất thần như pho tượng đâu đó trong đáy mắt một tầng mây khói mờ ảo quẩn quanh dần dần xâm chiếm lên nhãn cầu. Chen Pha nhìn thấy tất cả thì không khỏi hài lòng, bởi thuật nhiếp hồn của hắn càng ngày càng ăn sâu, bén rễ trong hồn phách của Lý Hồng. Dự rằng ngày nay mai thôi thì có thể điều động nàng theo ý muốn, chính thức biến nàng thành quỷ nô của hắn. Các người túc trực ở ngoài cửa phòng, không có lệnh của ta thì tuyệt đối không cho ai vào bên trong. Sau khi sắp xếp cho Lý Hồng, Chen Pha bước ra khỏi dặn bốn quỷ nô của mình rồi cùng thân tín của cầm lô đi đến sảnh chính cầm phủ mà không biết rằng cách đó không xa ba đôi mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của hắn tiểu thúy tỷ chúng ta mau đi vào cứu lý hồng tỷ thôi ở phía tiểu đình cách căn phòng nhốt lý hồng không xa tiểu chu sốt ruột nhìn tiểu thúy nói tiểu thúy lắc đầu ở đó quỷ khí nồng đậm bốn thủ vệ bên ngoài khẳng định không tâm thường ngộ nhỡ vọng động bất thành chỉ sợ lần tới muốn bám đuôi cũng chẳng có cơ hội Hai đứa ở đây Ta đi một lát rồi về ngay Tiểu Thúy nói đoạn Nhẹ nhàng rời đi Huynh muội Tiểu Chu, Tiểu Ngọc Tuy lo lắng nhưng cũng chỉ đành nghe lời Tiểu Thúy thu lệ yêu khí Men theo tường vây tiến ra cửa sổ phía sau của căn phòng Dưới ánh sáng leo lét của những ngọn đèn lồng Treo khắp cầm phủ Nàng thành công tiếp nhận cận phía cửa sổ Cái lưỡi thanh mảnh tiết ra nước bọt Làm thủng lớp giấy mỏng bên cánh cửa sổ để lộ ra lỗ hổng miễn cưỡng có thể quan sát được sự tình bên trong chương ở trong căn phòng lúc này lý hồng ngồi thất thần ở trên giường ánh mắt đờ đẫn nhìn ra cửa chính tiểu thúy mắt thấy bên trong không có người định đẩy cửa tiến vào nào ngờ tay của nàng vừa động vào cánh cửa thì một đạo kim tuyến kéo tới đem làn da mềm mại trên ngón tay cắt xuống một vệt đau nhói tiểu thúy nhíu mày bước lui về đằng sau một bước đôi mắt xanh lam nheo lại quan sát kỹ cánh cửa trước mặt miệng lẩm bẩm ở bên trong có thiết kế cấm chế quả nhiên kẻ bắt được lý hồng không phải là tầm thường nói đoạn tiểu thúy một lần nữa tiến lại lỗ hồng dùng giọng nhỏ nhất để không đánh động đám quỷ nô ở bên ngoài lý hồng tìm là tiểu thúy ta là tiểu thúy ở bên trong lý hồng vẫn ngồi im không đáp đến cử động một cái cũng không Điều này làm cho tiểu thúy có chút nghi hoặc Sau vài lần cố gọi Bất thành Tiểu thúy định bụng thử dùng tu vi phá cấm chế Nào ngờ nàng còn chưa kịp tụ lại yêu khí Thì từ đằng sau vang lên tiếng the thế Tiểu cô nương cũng muốn vào sao Vậy để lão thái ta giúp người Âm thanh ma mị vừa dứt Tiểu thúy cảm nhận được một luồng quỷ lực hùng hậu Thổi tốc từ đằng sau đầu ập đến Cảm giác bức bách đè nặng Khiến một tiên yêu như nàng cũng có chút hoảng sợ Thoáng chốc Giật mình đi qua Tiểu thúy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Cái cổ thon mềm khẽ nghiêng Tránh thoát một chảo của lão thái bà Đôi tay mềm mại vươn ra đằng sau phản kích À Thì ra là yêu quái Cảm nhận được Yêu khí hùng hậu đầy tới Lão thái bà nọ có chút biến sắc Nhưng cũng rất nhanh Lại khôi phục sự quỷ quyệt hóa công thành thủ vừa vặn chặn lại một kích của tiểu thúy thân thể khô gầy nhảy lui về đằng sau mấy bước ngươi là đồng bạn của nàng lão thái bà sau khi định thân liếc mắt nhìn tiểu thúy rồi nhìn vào trong phòng giọng thè thé hỏi tiểu thúy không trực tiếp đáp lời mà hỏi lại các người đã làm gì lý hồng tỷ à thì ra làng là lý hồng Chủ nhân của chúng ta muốn thu nàng làm thiếp Tiểu nha đầu Ngươi cũng muốn cho nên mới tìm đến tận đây Nghe lão thái bà nói Lý Hồng bị người ta thu thành tỷ thiếp Tiểu thúy giật mình Lắc đầu Không thể nào Lý Hồng tỷ tuyệt đối là không phục Trái ngược với sự cương quyết trong lời của tiểu thúy Lão thái bà cười nhạt <laughs> Chỉ sợ nàng không khuất phục cũng không được bởi lẽ Nàng đã trúng phải nhiếp hồn thuật Của chủ nhân ta rồi Vì thái thái Không cần thiết phải nói nhiều với nàng Trực tiếp bắt nàng lại răng lên chủ nhân Đang lúc Tiểu thúy cùng với vi thái thái nọ nói chuyện Thì ở trên nóc nhà Một âm thanh vọng ngang Thế đó là một lão nhân Thân hình to lớn lao xuống Không nói hai lời Đã nhắm tiểu, tiểu thúy mà cường công Quách nhau đầu Lão không biết thương hoa tiếc ngọc Được Bắt nàng lại Bẩm báo chủ nhân sau Vì thái thái nói đoạn Cũng nhanh chóng lao lên Dưới sự hợp kích của hai quỷ nô cấp bậc Dạ quỷ hạ cấp Tiểu thúy tuy không rơi vào hạ phong Nhưng cũng không thể nào tiến vào trong phòng đang nhốt lý hồng Động tĩnh đằng sau Làm cho hai quỷ nô còn lại chú ý Hai người này là một đôi tình lữ Tuổi ngoạc tứ tuần Người đàn ông thân hình trắng kiện Nhìn qua giống như kiếm khách người nữ ăn vận cũng già dáng con nhà võ cả hai nghe động tĩnh cũng tiến ra sau vừa thấy vi thái thái và quách lão đầu vây đánh địch nhân bọn họ cũng lao lên ứng chiến làm cho tình thế của tiểu thúy dần dần rơi vào hung hiểm ở tiểu đình cách đó không xa tiểu chu và tiểu ngọc quan sát hết mọi thứ trong lòng của cả hai lo lắng nhìn nhau mau chóng tiến qua nhưng ngay khi hai đứa nhỏ định tham chiến thì bắt gặp ánh mắt của tiểu thúy Tiểu Chu thông minh vừa nhìn đã hiểu thâm ý, liếc mắt nhìn về phía căn phòng. Chúng ta mau chóng vào trong cứu lý hồng tỷ. Tiểu Thúy tỷ tạm thời vẫn cầm cự được. Tiểu Ngọc nghe vậy, liếc mắt nhìn Tiểu Thúy một chút, rồi theo Tiểu Chu đi vào. Ở bên trong phòng, đèn nến thắp sáng, hòa lẫn với u hương nhàn nhạt, nhạt, làm cho quang cảnh có chút mộng mị mờ ảo. Hai đứa bé tiến vào trong, đưa mắt quan sát. Ở trước mặt chúng lúc này Lý Hồng đang ngồi ở trên bàn trang điểm. Lược ngà trong tay chải bộ tóc đen mượt. Động tác đều đều chậm rãi. Dường như là không chú ý đến sự xuất hiện của hai đứa bé. Lý Hồng tỷ, tỷ không sao chứ. Chúng để tới cứu tỷ. Vừa nhìn thấy Lý Hồng, tiểu chu tiến lên hỏi han. Nào ngờ âm thanh của nó vừa cất lên. Thì chiếc lược ngà trên tay của Lý Hồng cũng rơi xuống. Toàn thân của nàng run lên rồi quay phát người lại trong ánh sáng đỏ quạch của những ngọn nến, những ngọn đèn lồng. Dung nhan chim sa cá lặn của Lý Hồng toát lên sự thanh tao. Chỉ có điều, đôi mắt trong veo thường ngày của nàng dường như đã chẳng còn. Thay vào đó là sự mở đục, nhìn giống như là bị sương mù che phủ. Các ngươi là ai? âm thanh quen thuộc cùng với ngữ điệu lạ lẫm từ đôi môi anh đào của lý hồng làm cho tiểu châu và tiểu ngọc ngây ngốc sau một hồi tiểu ngọc đáp là muội tiểu ngọc lý hồng tỷ sao vậy lý hồng lý hồng là ai giọng nói ẩn chứa sát ý của lý hồng lạnh như băng truyền tới vừa nói nàng vừa tiến gần tiểu ngọc tiểu chu cảm nhận điều gì đó không đúng tâm cơ của nó khẽ động nhanh chân kéo tiểu ngọc nhắm cửa lớn chạy. Nào ngờ thân thể nhỏ bé của cả hai vừa động, Lý Hồng đã lao đến chặn lại đường đi. Trong miệng không ngừng lầm bẩm Lý Hồng là ai? Tiểu, tiểu chu ca ca, Lý Hồng tỷ làm sao vậy? Dường như còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Ngọc mê máu. Tiểu chu cảnh giác nhìn Lý Hồng, miệng đáp. Ta cũng không rõ. Nhưng người trước mặt chúng ta lúc này không phải là Lý Hồng tỷ đâu. Nghĩ cách ra ngoài hội họp cùng với Tiểu Thúy tỷ chỉ sợ là tỷ ấy cũng không giữ được đám quỷ nô lâu hơn Tiểu Chu nói đoạn đảo mắt xung quanh tìm lối thoát Đúng lúc này Lý Hồng lại trồm tới Một thân quỷ lực hùng hậu Đánh thẳng vào Tiểu Chu Không hề giữ lại một chút nào cả Trước tình cảnh hung hiểm Tiểu Chu và Tiểu Ngọc miễn cưỡng Huyễn hóa ra chân thân nhím tình Cuộn tròn thân thể Quán chú yêu lực lên đám lông nhọn Đỡ lấy một kích từng mũi lông nhím sắc nhọn bắn ra tứ phía trong phòng. Lý Hồng mặc dù tu vi thâm sâu, nhưng dù sao cũng có nhục thân. Yêu khí bé nhỏ của Tiểu Chu Tiểu Ngọc không thể làm cho nàng bị thương. Nhưng trong trận mưa gai nhọn kia, nàng cũng phải rè chừng. Thân thể của Lý Hồng khựng lại, vung vạt áo đỡ đi gai nhọn. Nhờ vậy mà Tiểu Chu mới có cơ hội kéo Tiểu Ngọc lao nhanh ra khỏi phòng. Tiểu Chu, Tiểu Ngọc, hai đứa không sao chứ? Lý Hồng Tỷ đâu? Vừa liếc mắt thấy hai con nhím một đen một trắng lao ra Tiểu Thúy đã vội vàng thốt lên Tiểu Chu không có thời gian nói rõ Một lần nữa gồng mình phóng ra gai nhọn Tập kích đám quỷ nô Đi mau Kế đó mang theo Tiểu Ngọc đang bị thương Do dư chấn của quỷ lực hồi nãy Lao nhanh qua tường vây của cầm phủ Tiểu Thúy đã hóa thân ra đại xả to lớn Nhân lúc đám quỷ nô còn đang tránh né gai nhọn Nàng cũng chuyển thân rời đi Trước khi khuất bóng còn cố nhìn về phía căn phòng nơi vừa nãy vừa bạo khởi một luồng quỷ khí nồng đậm nhưng hiện tại đã vô thanh vô tức như chưa từng phát sinh chuyện gì rời khỏi cầm phủ một đoạn xa tiểu thúy bây giờ mới giữ tiểu chu lại hỏi han tình huống tiểu chu mặt xám ngoét kinh sợ nhỏ giọng đáp lý hồng tỷ đã thay đổi rồi tỷ ấy tấn công ta và tiểu ngọc thay đổi thay đổi như thế nào tiểu thúy lo lắng hỏi dồn Tiểu Châu cũng không dám vòng vo, vò, trực tiếp đem sự tình biến đổi trong ánh mắt và ngữ điệu, lời nói của Lý Hồng miêu tả kỹ lưỡng. Tiểu Thúy càng nghe thì mày liễu càng nhíu chặt. Quả nhiên là lão thái bà kia không gạt ta. Lý Hồng bị người ta nhiếp hồn thao túng. Nhiếp hồn? Vậy chúng ta cứu tỷ ấy làm sao? Còn Trần Kiên và Trí Dũng hay bị ca ca nữa. Tiểu Ngọc tâm tư đơn thuần khi nhìn thấy sự lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt của tiểu chu và tiểu thúy thì mếu máu tiểu thúy suy nghĩ một hồi lâu bảo hai đứa bé dẫn mình đến khách đếm mà bọn hoàng linh đang ẩn thân nào ngờ khi cả ba tới nơi hay tin hoàng linh đã rời đi cũng may ông chủ của khách đếm không quên giao lại mảnh giấy mà trước khi đi lý phượng lưu lại nhờ đó mà tiểu thúy đã biết được bọn họ đến sừng trời sự tình gấp gáp ta sẽ đi tìm đám người Hoàng Linh. Nhìn qua, ta đoán sừng trời át hẳn là nguy cơ trùng điệp. Bọn họ ở đó chắc chắn là gặp nguy hiểm. Hai người các ngươi, theo dõi hành tung của đám người kia. Đợi đến khi ta và bọn Hoàng Linh quay lại, sẽ nghĩ cách ứng cứu. Nhưng ngộ nhỡ, chúng ra tay với Lý Hồng Tị thì sao? Tiểu Ngọc lo lắng. Tiểu Thúy xoa đầu nó an ổi. Ngồi yên tâm, ta chưa biết chủ nhân của đám quỷ nô muốn làm gì. Nhưng nếu như hắn đã khổ công dùng pháp thuật nhiếp hồn với Lý Hồng Thì chắc chắn hắn sẽ không giết đâu Mội cùng với tiểu Chu ẩn thân theo dõi Tuyệt đối đừng để mất dấu Hiện tại phong ca không có ở đây Mọi chuyện đành phải dựa vào chúng ta thôi Nói đoạn Tiểu Thúy cố ngăn đi giọt lệ nóng Nhanh chóng bước ra khỏi khách đếm Lẩn khuất vào trong màn đêm Nhắm thẳng sừng trời lao đi như tên bắn vùn vụt vậy Chương 188 trở lại với yến tiệc đang diễn ra ở trong tầm phủ ở trên ghế chủ tọa cầm lô tay cầm một chung rượu lớn miệng hào sảng nói ra những lời kinh thiên địa nghĩa kế đó ngửa cổ uống cạn ở bên dưới đám nưu hoa chen pha cùng với ba huynh đệ thượng thanh phái cũng nhất tề nâng chén hưởng tửu rượu đã cạn cầm lô bấy giờ mới lớn giọng nói hôm nay cầm lô ta vinh hạnh được đón tiếp nưu hoa tướng quân cùng với quốc sư của ai Lao quốc Tên gọi Trang Pha. Nhân đây ta cũng muốn giới thiệu cùng với ba vị đại sư một chút. Nói đoạn, cầm lô đem tên tuổi của đám mã lân hứa chu Thôi Liệt giới thiệu. Trang Pha từ đầu vẫn lãnh đạm, ăn thịt uống rượu, tâm tư không đặt vào ba kẻ được gọi là đại pháp sư. Điều này làm cho Thôi Liệt nóng mắt. Vừa nghe cầm lô lên tiếng giới thiệu tên mình, đã bước ra chắp tay. Bần đạo tên gọi là Thôi Liệt là đệ tử của trưởng thanh phái, xin kính quốc sư một chén. Sự khách khí của Thôi Liệt Xét theo quy củ của đạo gia là hợp tình hợp lý Chỉ có điều ngữ điệu lại lạnh nhạt Trang pha vừa nghe lên nhìn rõ ý tứ Cười nhạt Rồi đặt chén rượu trên tay mình xuống trước mặt Đứng dậy đáp lễ Thôi đạo trưởng khách khí Rượu tình rượu nghĩ thì làm sao ta dám từ chối Đa tả <laughs> Đoạn Trang pha tiến lên Đưa tay nắm lấy quai chén trong tay của Thôi Liệt Định bụng tiếp lễ nào ngờ thôi liệt ra sức giữ chén Làm cho Trang Pha không thể kéo rượu về phía mình Trang Pha đã sớm Đoán ra chuyện này Cho nên chỉ khẽ cười cười Ánh mắt mang theo sự khiêu khích Nhìn chằm chằm vào mắt của Thôi Liệt Thế đó dùng sức thu tay Thôi Liệt phía đối diện Thấy Trang Pha Tiếp lễ theo cách mình muốn Thì đắc chí Đang lúc hắn định ra tay Khiến cho quốc sư của ai lao bẽ mặt thì chợt thấy đầu ngón tay cầm chén chuyển đến một cơn nóng rát thôi liệt hoảng hồn nhìn lại chẳng biết từ bao giờ trong chén rượu đã có một đám độc trùng toàn thân xanh xám đang ngọ ngoậy bám theo miệng chén cắn chặt vào đầu ngón tay của mình là độc trùng thôi liệt kinh hãi la toáng lên lập tức thu tay cầm chén về tay còn lại nhanh nhẹn bấm quyết, điểm lên huyệt vị trên tay cầm chén hòng ngăn cản độc trùng xâm thể. Sự kinh hãi lộ trên nét mặt của Thôi Liệt làm cho Chen Pha khích thích thú, cười lên ha hả, đoạn xua tay nói. <laughs> thôi đạo trưởng quá căng thẳng rồi, vừa nãy ta chỉ trêu đùa một chút, đạo trưởng chớ kinh sợ. Nói đoạn, Chen Pha vung tay áo, phất qua trước mặt của Thôi Liệt. Thôi Liệt như người tỉnh khỏi cơn mê, đưa mắt nhìn thấy mấy đầu ngón tay đang bị độc trùng gặm nhấm, thì giật mình cả kinh, chẳng còn thấy độc trùng đâu nữa. Đúng lúc ấy, Mã Lân đi đến vỗ nhẹ lên vai của Thôi Liệt, cất giọng trầm ổn. Thôi sư đệ quá lộ mạng. Dù sao quốc sư đây cũng là khách. Đệ nong lòng thỉnh giáo tuyệt nghệ, thì cũng nên bao trước. Trách bắn Thôi Liệt xong, Mã Lân lại đi đến trang pha, chắp tay hành lễ. Quốc sư còn trẻ tuổi, mà pháp lực đã thông huyền vừa nãy sư đệ ta lộ máng xin quốc sư bỏ qua cho nhìn ra sự điềm tĩnh trong lời của mã lân tranh pha cũng thu lại nét cười tay nâng bắt ấn đạo gia hoàn lễ đạo môn trong thiên hạ đều là bạn xin mã đạo trưởng đừng khách khế. à quốc sư cũng là người tu đạo sao Trước câu nói của tranh Pha, Mã Lân có chút bất ngờ. tranh Pha mỉm cười thành thật đáp. Không giấu gì mã đạo trưởng Ta gốc khác cũng là người hoa hạ Năm xưa gia tộc lưu vong cho nên mới đến ai lao sinh sống Từ nhỏ cũng đã có tu qua đạo Pháp Lại may mắn học được thuật Pháp của người ai lao May mắn được quốc vương nhìn chúng mới có thể an vị ở chức quốc sư <laughs> Nói như vậy Thì là người một nhà Nào Ngó kính quốc sư một chén Má lần vốn dĩ là một tên lọc lọi Vừa nghe gốc gác của tranh pha cũng là người hoa hạ lão đã vội nâng chén đem hiểu lầm to lớn vừa nãy xóa sạch dùng rượu kết thân chẳng hay tên tuổi của tranh phá quốc sư là tên hay là họ sau một hồi hàn huyên mã lân tò mò Tranh pha đảo trong mắt chẳng giấu gì đạo trưởng đó chỉ là cái tên của ta mà thôi câu trả lời gọn gẽ của tranh pha làm cho mã lân có chút mơ hồ một lát sau hắn mới hiểu Tranh Pha không muốn nói ra họ của mình. Dù không biết nguyên do từ đâu, nhưng lão Mã Lân cũng không tiện hỏi sâu, chỉ gật gù cho qua rồi đổi chủ đề. Lão đem chuyện có liên quan đến thế lực của Huyền môn Đại Việt nói qua một lượt cho Tranh Pha nghe, còn không quên nhờ hắn giúp sức trong trận chiến này. Tranh Pha là kẻ tâm cơ, mặc dù những tin tức kia đã sớm nắm được, nhưng vẫn khiếp sợ, còn cố tình nói ra sự lo lắng, khiến cho Mã Lân cho rằng hắn dễ bị lôi kéo mà không tiếc lời thuyết phục còn đem bí mật của âm huyệt thứ năm Nó cho tranh pha nghe với hy vọng hắn có thể giúp sức huyền môn của hoa hạ ngăn cản sự tiến công của huyền môn đại việt trong thời gian tới thật không ngờ mảnh đất đại việt này lại ẩn giấu nhiều huyền cơ như vậy mộc tinh xương cuồng kia nếu như chịu quy thuận dưới tay của thượng thanh phái các ngài thì quả nhiên là may mắn chuyện này nhất định là phải bàn kỹ Đêm nay ta mạn phép mượn rượu để thỉnh giáo tinh túy huyền pháp của Hoa Hà. <laughs> Sau khi nghe Mã Lân nhắc đến âm huyệt thứ năm và trận pháp huyết tâm nhiếp hồn thuật, đôi mắt của Trang Pha như phấn khích, miệng nói ra mấy lời kinh hỉ, nhưng nội tâm lại chuyển đến suy nghĩ thâm sâu. Đám người Mã Lân thấy hắn hứng khởi thì vui vẻ, đến cả thôi liệt vừa nãy còn hậm hực, bây giờ cũng tay bắt mặt mừng. Cả ba nhìn nhau, ra hiệu cứ như là bọn chúng vừa thành công Thu về được lợi ích to lớn vậy Yến tiệc đi qua Trang pha xin phép trở về phòng thu xếp một chút Rồi tìm đến chỗ của mã lân đàm đạo Trên đường trở về Trong suy nghĩ của hắn luôn ẩn hiện một thứ Gọi là nhiếp tâm Huyết hồn thuật Vừa đi Trang pha vừa lầm bầm Tổ tiên Cuối cùng con cũng tìm thấy thứ người lưu lại Người yên tâm còn nhất định đem di huấn của người hoàn thành thiên hạ phụ họ cao vậy thì họ cao cũng không cần về thiên hạ còn nhất định khiến cho thế gian này chìm trong binh đao loạn lạc đem ma khí của chiến trường che phủ tất cả Trang pha vừa dứt lời thì bước chân của hắn cũng sững lại trước cửa phòng của lý hồng vì thái thái quỷ nô quỷ dưới trướng của hắn nhìn thấy chủ nhân trở lại thì tiến lên báo cáo tình hình hồi bẩm chủ nhân vừa nãy có ba yêu tài ý đồ xâm lấn nhưng bị chúng ta đánh lui nghe qua ngữ khí thì là đồng bạn của lý hồng nào lý hồng tên của nàng là lý hồng sao <laughs> tên thật đẹp dường như tin tức của vi thái thái vừa báo cáo cũng không khiến cho trang pha lưu tâm Hắn vui vẻ khi biết được tên của giả quỷ xinh đẹp mình vừa thu phục. Nói đoạn, tranh pha lệnh cho đám quỷ nô tiếp tục cảnh giới. Mình đẩy cửa bước vào trong. Ở trong phòng, Lý Hồng vẫn đang ngồi trên bàn trang điểm. Trước mặt nàng là mặt gương đồng to lớn, phản chiếu khuôn mặt mỹ lệ và đôi mắt vô thần. Mỹ nhân, vừa rồi ta đã khiến cho nàng kinh sợ. Vừa bước vào, tranh pha đã lên tiếng chấn an. Lý Hồng ngoảnh đầu, chỉ mở miệng hỏi lại câu vừa nãy lý hồng là ai tranh pha cởi lên ha hạ, đoạn tiến lên dùng quả chuông nhỏ lắc lắc quả chuông kêu lên mấy tiếng leng keng vui tai lý hồng là nàng nàng là lý hồng ta là lý hồng nhìn qua nhãn quang mở độc của lý hồng lập đòe miệng lẩm bẩm Trang Pha mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên vành tay của nàng đáp. Phải. Nàng là Lý Hồng. Lý Hồng của ta. Nói đoạn, Trang Pha lại đưa mắt quét vào qua dung nhan kiểu diễm của Lý Hồng. Lửa dục trong mắt cháy lên ngồn ngụt, Nhưng hắn lại mau chóng kìm lại. Bởi lẽ hắn biết nữ tử trước mặt ngạo khí kinh thiên. Chỉ cần hắn bất cẩn nhiếp hồn thuật bị phá. Chắc chắn đóa hoa tươi thắm này sẽ không được hưởng dài lâu. Hơn nữa, Trang Pha khổ tâm thi triển nhiếp hồn thuật với dạ quỷ như Lý Hồng không phải chỉ đơn thuần vì sắc dục. Thực chất, hắn muốn gây dựng một lực lượng, muốn mưu đồ đại sự sau này. hết tập 31. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ cùng xem xem trang pha này là ai, liên quan gì đến họ Cao. tôi tin chắc rằng nghe đến đây thì nhiều bạn cũng đã đoán là mờ ra điều gì đó. Các bạn hãy để lại comment để xem dự đoán của các bạn có giống như tôi hay không. Và chúng ta sẽ cùng chờ đón xem tập sau. Mọi thứ sẽ tiếp tục như thế nào nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.